Mời quý vị cùng đến phần tiếp theo của Cơ sở Công nghệ. Thưa quý vị, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang thổi luồng gió mới vào khắp các ngành nghề. Một trong số đó là dịch vụ du lịch lữ hành. Và tận dụng công nghệ kết nối, thì một doanh nghiệp khởi nghiệp đã cho ra mắt dịch vụ InspireTrip để kết nối du khách và hướng dẫn viên là người dân địa phương để có thể tạo ra những trải nghiệm mới lạ và chân thật cho du khách. Những nhà sáng lập gọi InspireTrip là một Uber có thị trường cung cấp hướng dẫn viên du lịch. 9 tháng đầu năm 2017, Việt Nam đón 9,4 triệu lượt khách quốc tế. Mục tiêu cả năm nay, số lượt khách quốc tế đến Việt Nam là 13 triệu lượt. Trong khi đó, số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, cả nước có chưa đến 10.000 hướng dẫn viên quốc tế. Đồng thời, việc tìm một hướng dẫn viên du lịch hiểu rõ về địa phương và tốt về nghiệp vụ không hề dễ dàng. Mặt khác, vấn đề chiết khấu cho những hướng dẫn viên cũng còn nhiều bất cập. Đó là lý do Alex Huỳnh, một người trẻ Việt Nam lớn lên ở Úc và trở về Việt Nam năm 2015, đã quyết định cùng nhóm của mình sáng lập InspireTrip. In 2015, when I went to Vietnam, I had such an amazing time because I have a local person, my relative, to show me around. Why shouldn't we create a platform like where we have traveler connect to local people and we all have a local to show us from everywhere we go? So we came back to Australia and we said, okay, we're going to do that. And that's how InspireTrip was born. So in 2016, I went to climb a Fansipan Pan, the highest mountain in Indochina. And I got led to mountain by a local person. I pay about $300 to get up there. But when we got back and I asked him for dinner, and I realized that he only earned about $10 out of $300 that I paid to the agency, which is very unfair because he did a really hard work. So InspireTrip is created to help these guys to earn extra income and give them the fair share that they deserve. Kể từ khi ra mắt vào tháng 6 năm 2016 đến nay, với phiên bản website, InspireTrip đã thu hút sự chú ý của rất nhiều du khách quốc tế đến Việt Nam. Đến tháng 6 năm 2017, InspireTrip tiếp tục tung ra ứng dụng di động, nâng cấp InspireTrip trở thành một công nghệ kết nối hữu hiệu trong nền kinh tế chia sẻ. Với lợi thế về công nghệ hiện đại, cách sử dụng dễ dàng, chất lượng chuyến đi tốt và khả năng chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, InspireTrip tạo nên dịch vụ rất khác biệt với thị trường du lịch truyền thống. We went to the Mekong Delta. It was the second time I went, and then I took my friend to go the second time, and we used InspireTrip the second time around, and we just did a lot more, you know, local activities. We went to the school, we talked to people, whereas I like the fact that it connects you to the locals. I've done loads of tour guide trips before, and I just feel like this is the one that took me off the beaten path the most. And I think InspireTrip is a brilliant tour guide company. It offers a more genuine picture of Vietnam. It offers personalized trips, so you can choose what you see, when you see it, and who you do it with. So. Tuy nhiên, với đặc thù bước vào một lĩnh vực nhiều đối thủ và sự cạnh tranh cao, InspireTrip đối diện không ít thách thức. One of the biggest challenges for InspireTrip is creating awareness among travelers. Traditionally, everyone book through tour agency when they get to the locations, or you book in advance. And sometimes that you got lost and you don't know what to do. But not many people that know that they can actually go on a website and through a flick of their fingers, they can book a local to show them around and they have the best local experience. Đặt trụ sở tại Việt Nam, InspireTrip sinh ra tại thị trường có mức tăng trưởng ngành du lịch cao nhất nhì Đông Nam Á. Với tăng trưởng lượt du khách quốc tế bình quân 60% mỗi năm, toàn thị trường khu vực Đông Nam Á sẽ là một môi trường lý tưởng để InspireTrip phát huy thế mạnh. Tiềm năng của InspireTrip đã giúp startup này lọt vào mắt xanh của các nhà đầu tư ngoại. Mới đây, InspireTrip đã nhận khoản đầu tư $100,000 từ quỹ đầu tư mạo hiểm H2 của Australia. Startup này đặt kỳ vọng sẽ có những bước phát triển vượt bậc hơn nữa trong năm 2018. For now, we focus on South Asia. It's focusing on Vietnam and Thailand because of the uniqueness of the travel industry in this area. But in the future, we want to expand to the rest of South Asia because I think this is such an interesting regions to be in. And hopefully we can, if we successful like expanding to the rest of South Asia, we might look for Asia and obviously like in a global scale. Tiếp theo sẽ là những thông tin được cập nhật trong chương trình.
rồi là phần cập nhật nhanh và sau đây mời quý vị cùng đến với phần thủ thuật của ngày hôm nay. Cách thức vá lỗ hổng crack của Wi-Fi. Mời quý vị cùng đến ngay với phần thủ thuật. Thưa quý vị, dù chưa có vụ tấn công nào xảy ra nhằm vào lỗ hổng bảo mật có tên là crack của giao thức bảo mật WPA2 của Wi-Fi, nhưng chúng ta cũng phải chủ động để trang bị những biện pháp bảo vệ mình trước rủi ro tấn công mạng này. Và các nhà mạng thì đang tung ra các bản vá, những bản cập nhật phần mềm. Việc cần làm của người dùng cá nhân rất đơn giản và chúng tôi sẽ hướng dẫn dành cho quý vị ngay sau đây. Trước hết thì chúng ta cần cập nhật bản mới nhất cho hệ điều hành của tất cả các thiết bị. Đây là cách bảo vệ căn bản nhất và mặc dù hiện nay thì chưa có nhiều thiết bị được vá, nhưng miễn là nhà sản xuất đã công bố bản vá, chúng ta cần phải cập nhật ngay. Và không chỉ cập nhật bản vá cho hệ điều hành, chúng ta cần cập nhật firmware cho router của Wi-Fi. Nếu đang dùng những router cũ thì có lẽ hiện tại là thời điểm tốt nhất để quý vị có thể nâng cấp. Trong khi đợi thiết bị nhận bản vá lỗi thì chúng ta hãy đảm bảo các vấn đề riêng tư. Cần đảm bảo những thông tin nhạy cảm như là thông tin tài khoản ngân hàng, hình ảnh, video cá nhân v.v. phải được lưu trữ hoặc gửi và nhận một cách an toàn thông qua giao thức HTTPS. Đây là giao thức truyền siêu văn bản an toàn. Mặc dù giao thức HTTPS không hoàn hảo và một số trang web không hỗ trợ nó, nhưng nhìn chung giao thức này sẽ bảo vệ chúng ta trong nhiều tình huống. Cái thứ ba đó là hãy thay đổi thiết lập mặc định. Bởi vì ngay cả khi router được vá thì điều đó cũng không có nghĩa là nó an toàn trước các cuộc tấn công. Hãy thay đổi mật khẩu truy cập thiết bị. Vì sau khi cài đặt thì phần mềm độc hại tấn công mạng của chúng ta theo những cách khác nhau. Hacker có thể khai thác mật khẩu mặc định trên các thiết bị trong gia đình. Và đảm bảo router sử dụng WPA22 với mã khóa là AES và vô hiệu hóa tính năng không an toàn như là WPS hoặc là UPnP. Tiếp theo hãy chạy chương trình bảo mật cho máy tính. Đây là điều không cần nói nhiều và chúng ta cần phải trang bị một phần mềm chống virus và phần mềm độc hại trên máy tính của chúng ta. Cuộc tấn công crack có thể được sử dụng để lây nhiễm phần mềm độc hại vào các trang web mà chúng ta truy cập. Một trong số những ứng dụng được khuyến cáo nên dùng là Windows Defender, vốn tích hợp sẵn trong Windows 8 và 10, hay là Malwarebytes Anti-Malware để bảo vệ bạn trước các cuộc tấn công vào trình duyệt và các loại tấn công khác. Ngay cả khi tất cả các thiết bị của chúng ta được vá đầy đủ trước cuộc tấn công crack, thì chúng ta vẫn nên sử dụng các chương trình này. Thưa quý vị, vừa rồi là một vài phương pháp tự bảo vệ trước lỗ hổng crack của Wi-Fi. Chúc quý vị thực hiện thành công. Trong phần cuối của Cuộc Sống Công Nghệ, mời quý vị sẽ cùng xem qua hình ảnh về những chiếc bánh bao được nhào nặn thành những hình thù con vật hoặc bông hoa rất ngộ nghĩnh và đẹp mắt. Đây là sản phẩm của những đầu bếp người Trung Quốc. Những hình ảnh vừa rồi đã kết thúc của Số Công Nghệ tuần này. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.